Xin chào các anh chị, tôi là Vũ Trần Như Hải, Giám đốc Học viện Thời trang IDM Paris thuộc Công ty Giáo dục Nghệ thuật Quốc tế IELA. Ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm một mẫu đầm mà tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng với các anh chị, rất cần thiết. Đây là một mẫu đầm tương đối là đơn giản và có lẽ rất nhiều các anh chị chúng ta có thể đã từng làm mẫu này. Tuy nhiên, để làm mẫu này một cách đúng phương pháp, nhanh, tôi nghĩ rằng chưa nhiều người chúng ta biết. Vì vậy, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để làm cái mẫu này, làm sao cho nó thật nhanh, thật đơn giản và quan trọng, đẹp và sắc nét. Vâng, xin mời các anh chị chúng ta cùng theo dõi. Để làm mẫu này thì chúng ta sẽ cần sử dụng một bộ dập đầm căn bản. Các anh chị muốn có bộ dập đầm căn bản này thì có thể liên hệ với Học viện IDM Paris hoặc click vào đường link phía dưới của video này để chúng ta có một bộ dập rất là chuẩn, để các anh chị chúng ta dễ dàng phát triển ra mọi kiểu dáng từ cái mẫu dập này nhé. Các anh chị xem đường link phía dưới sẽ có giá ưu đãi cho các anh chị. Mẫu này chúng ta sẽ làm thì các anh chị sẽ cần sao cho tôi một bộ dập với đằng trước, phía đằng trước chúng ta cần sao cả hai bên các anh chị nhé. Mẫu này thì nó khá đặc biệt với bố cục. Nhiều các anh chị chúng ta sẽ nhầm lẫn và nghĩ rằng đây sẽ là bố cục đối xứng hoàn toàn. Tuy nhiên không phải vậy. Phía trên của bố này sẽ có dạng phần đối xứng, phần phía thân dưới, thân trước thì lại là đối xứng các anh chị nhé. Phần thân sau thì sẽ là đối xứng hoàn toàn. Đó. Vì vậy chúng ta thân trước các anh chị sao cho tôi là cả hai. Trước phần trên các anh chị sao cho tôi thêm một phần một nửa này nữa, với mục đích là chúng ta sẽ dùng cái này làm phần lót. Chúng ta sẽ bắt đầu làm với phần đai canel có độ rộng là 4 cm. Các anh chị vẽ trên eo 2 cm và dưới eo 2 cm. Sau đó ta tạo ra cái phần dây thắt lưng ở phía trong và con đỉa để có thể luồn dây thắt lưng. Lấy kéo cắt phần phía trên của đai. Sau đó ta cắt một nửa thân dưới. Vì thân dưới là đối xứng nên là chúng ta chỉ cần dùng một bên phải. Sau đó cắt phần eo ra để tạo ra được một chiếc đai rời. Các chị lưu ý chúng ta hãy dán phần ly ở cái đai lại, vì đai này không có ly. Ghi chú ở miếng phía dưới thân trước, miếng này sẽ nhân với 1 vì gấp đôi. Tiếp theo ta làm phần thân sau. Thân sau bản đai cũng có độ rộng là 4 cm, trên 2, dưới 2. Và ta sẽ vẽ cả vị trí của dây thắt lưng. Dây thắt lưng này các anh chị có thể tùy biến, sáng tạo. Chúng ta may một cái dây lộn và có thể làm nơ cũng được, không nhất thiết phải làm mặt thắt lưng. Nó dùng kéo cắt và sập phần ly ở đai lại. Ghi chú đai sau. Miếng thân sau phía trên nhân với 2 và phía dưới cũng nhân với 2. Tôi vẽ cả phần canh vải. Như vậy tôi đã xong. Bây giờ ta sẽ làm phần quan trọng nhất là phần phía trước bên trên. Xác định đỉnh ngực và nối các chân ly với đỉnh ngực. Xác định độ rộng của vai là 5 cm. Lưu ý phần nách khoét vào 1 cm. Và ta sẽ dùng thước cong để vẽ cổ thuyền
lấy kéo cắt luôn. Nhớ là gập đôi thân trước để chúng ta tạo được một cái cổ nó cân, và khoét đi phần nách. Tôi sẽ làm phần lót trùng khớp với phần chính bằng cách bỏ đi 2cm phần eo và sau đó đặt lên, và sau đó đặt miếng vải chính lên, đặt miếng dập chính lên, và chúng ta sang dấu để chúng ta có được hình cổ cũng như là phần nách. Chúng ta ghi chú thân trước, và đây là lót nhân 1 gập đôi vải. Tôi sẽ phân tích cái ly này. Ly này thì đây là ly không đi qua đỉnh ngực, và như vậy thì nó mới là khó và lạ, còn nếu đi qua đỉnh ngực thì nó sẽ đơn giản rất là nhiều. Chấm một điểm phía chính giữa ở phía trên để vẽ ly đầu tiên, hướng xuống phía ngực nhưng mà cách đỉnh ngực 2cm. Và ly thứ hai thì gần song song với ly thứ nhất nhưng mà có độ phát triển rộng hơn ở phía đầu ngực. Chúng ta gấp lại và lấy một cái vật nhọn như là chiếc dùi hoặc là đầu gối kéo để chúng ta sẽ đâm xuyên để sang dấu, để ta có thể vẽ được một cái ly đối xứng với bên kia. Lưu ý các anh chị, mẫu này phía trên này là không đối xứng. Nhìn thì có vẻ là đối xứng nhưng mà thực ra là không đối xứng. Nhưng ta vẫn cần vẽ những cái ly làm sao nhìn cho nó cân đối. Và ta sẽ đánh số 1, số 2, đặt tên cho các cái ly này. Rồi tiếp đấy tôi sẽ nối các cái điểm vừa đánh dấu để có được ly số 3 và ly số 4. Đối xứng, gần đối xứng nhau qua cái trục. Tôi vẽ đường phát triển phần ly liên kết với phía đỉnh ngực để giúp ta có thể xoay chuyển được. Và bây giờ thì tôi sẽ cắt tất cả những cái đường ly dọc cũng như là ly bên để chúng ta có thể đóng mở được những cái ly này. Mở ly số 1 và sau đấy đóng ly dọc lại. Sau đó bấm mở ly số 2 đi qua đường phát triển đến đỉnh ngực. Ta sẽ lấy một tờ giấy trắng đặt với cạnh tờ giấy này sát với cái phần ly số 1 và dán băng dính lại. Phần diện tích giữa ly số 1 và số 2 chúng ta sẽ để sang một bên. Dùng dao trổ hoặc là bút đánh dấu để cắt cạnh chính xác khi ghép với cái ly số 2. Chúng ta làm như thế này thì chút nữa chúng ta sẽ tạo được một cái đường cập ly rất là đẹp. Cái phần miếng giữa ly số 1 và số 2 ta sẽ đập vào giữa làm sao cho nó có cái độ rộng của hai ly số 1 và số 2 cho nó cân đối. Thường cái ly số 2 tôi sẽ làm rộng một chút xíu để nó có thể chứa được cái ly số 3 và số 4. Ta gấp ly số 1 theo chiều hất từ phía nách vào phía chính giữa, và ly số 2 cũng làm như vậy. Chị lưu ý ta sẽ gấp sao cho thật sắc nét.
và dùng kéo cắt đi phần thừa để tạo ra cái cổ nó tròn. Đánh dấu mũi tên thể hiện chiều gập ly. Tiếp tục vẽ đường phát triển cho ly số 3 và số 4. Ly số 3 và số 4 ta viết vẽ tiếp ở đầu còn lại, tiến tới trục của ly số 2. Dùng kéo bấm bắt đầu từ trục ly số 2, đi về phía ly số 3 và đóng sập đi dọc bên trái lại. Khi làm điều này thì ta thấy là ly số 3 đã được mở rộng ra. Đặt một cạnh giấy trắng vào trục vào cái ly số 3 và ta dán băng dính. Cắt phần đi ben bên trái. Sau đó bấm mở ly số 4. Và đóng ly ben bên trái lại. Ngay lập tức ly số 4 đã được mở ra. Dùng dao cắt phần cạnh tiếp giáp với ly số 4. Và dán lại. Ta bắt đầu cấp ly số 3, cũng hất về phía giữa. Gập tất cả các ly lại và chúng ta sẽ cắt những phần dư ở phần trên cổ. Rồi, như vậy là tôi đã hoàn thành xong phần xếp ly của 4 cái ly trên cổ này. Rất là tuyệt vời. Và phần khi may thì thứ tự may, các anh chị lưu ý, chúng ta sẽ may gập từ ly số 4 đến ly số 3, sau đấy là ly số 2 và cuối cùng là ly số 1. Quy trình ngược lại với sự phát triển ban đầu của ly. Và tôi sẽ đặt lên màn cảnh để các anh chị có thể thấy được là cách làm này khá là nhanh, đơn giản và rất là ôm, rất là đẹp. Ở hai phần chân ngực hai bên thì anh chị thấy là nó sẽ bị dư ra. Nên là để mà ôm hơn thì chúng ta sẽ đánh âm ở hai bên sườn, mỗi bên vào 1 cm. Đánh âm 1 cm bằng độ rộng của hai phần chân ngực. Thứ tự may thì khi mà chúng ta đã may được cái phần chính bên ngoài sau khi đã xếp ly xong thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ may phần lót ở bên trong để che kín cho nó sạch sẽ. Còn các phần còn lại thì có ly, các anh chị sẽ may hết ly lại và chúng ta sẽ chắp các cái chi tiết vào với nhau. Phần đai, phần thân trên, phần thân dưới của thân trước và thân sau. Sau đó chúng ta sẽ may hai phần sườn.
Và đây là một số cái bí quyết để chúng ta có thể may được cái ly nó nét. Các anh chị thấy không? Rất là sắc nét. Và để may cái ly này thì chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể đánh dấu thật kỹ và chúng ta may ghim. Hoặc chúng ta có thể dùng kim ghim để tạo ra những cái ly và sau đó là. Một điều nữa là sau khi là xếp ly xong thì chúng ta sẽ dùng các cái miếng mùng để chúng ta là giữ các cái ly, giúp cái ly nó sẽ rất là phẳng. Nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment, bình luận. Đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.